Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong hành trình đi Úc vừa rồi thì một số cô bác anh chị có hỏi nick là có bay nội địa của bên Úc hay không và có video clip nào quay review chia sẻ cho mọi người xem hay không nè. Thì xin thưa là trong quá trình đi nick có hai chuyến bay nội địa từ thành phố Sydney lên thành phố Gold Coast, sau đó từ thành phố Gold Coast bay về thành phố Melbourne, và cả hai thì nick cũng cùng đi trên một hãng hàng không, đó là hãng Virgin, hãng nội địa cũng khá là phổ thông tại nước Úc. Hãng này có dịch vụ ra sao thì trên thực tế đi mới cảm nhận được, và Nick cũng có ghi lại một vài hình ảnh ở đây. Hôm nay Nick sẽ làm lại video clip này để chia sẻ cho quý cô bác anh chị mình cùng xem nha. Bây giờ mời tất cả cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi video clip của ngày hôm nay. Đây là lối lên máy bay này đi bộ. Cái ấn tượng đầu tiên mà Nick nhìn thấy được đó là bên trong ga quốc nội của các sân bay tại Úc á, là thường làm lớp kính trong, từ bên trong nhà ga có thể nhìn ra thấy rõ được tất cả hoạt động của máy bay nè. Đây là hình ảnh mà Nick đã quay được tại sân bay Sydney khi mà Nick bay từ Sydney lên thành phố Gold Coast. Thì trong lúc chờ đợi lên máy bay á, Nick nhìn thấy là các chuyến bay của hãng Virgin này đáp xuống và chạy vào bên trong như thế nào, rồi nhân viên của các bộ phận của các khâu liên quan sẽ làm việc ra sao nè. Ngay tại đây thì khi mà Nick thấy một chuyến bay vừa đáp xuống vào bên trong nhà ga nè, thì có người ngay lập tức cầm một cái đường ống, về chức năng gì thì nó cũng không rõ lắm, nếu mà ai trên ngành hàng không chắc là sẽ biết nè, đưa ngay vào cái lỗ phía dưới bụng của đầu máy bay nè. Rồi phía sau thì có người chở cây cầu để vận chuyển hành lý ở phía bụng phía sau. Rồi rất là nhiều nhân viên họ bắt đầu ra hoạt động làm việc nè. Khi mà cầu nối với lại bụng máy bay để chuyển hành lý xuống thì sẽ có người leo vào bên trong bụng nè, chuyển hành lý ra ngoài, sau đó đưa xuống thang cuốn sẽ chuyển xuống phía dưới. Ở phía dưới sẽ có vài người bắt lấy hành lý và đưa lên xe. Ở đây mình có thể xem và giám sát rất là rõ luôn. Và gần đây thì Nick thấy có rất là nhiều video clip của nhiều kênh trên thế giới đó, họ đưa về vấn đề là vận chuyển hành lý từ máy bay hoặc là từ bên trong nhà ga xuống máy bay gì đó, thì họ quay nhiều nước lắm, thì có Mỹ nè, có một số nước châu Âu hay là bên châu Á thì có Nhật vân vân. Thì họ đánh giá là vấn đề mà chuyển hành lý của Nhật là tốt nhất trên thế giới, bởi vì những người khuân vác hành lý đó là rất trân trọng mọi cái bưng lên xuống, là rất là nhẹ nhàng và êm ái, vali cảm giác rất là yên tâm, không bị hư hao gì hết. Nhưng mà có nhiều nơi thì quăng đùng đùng á, thì hành khách hên xui, có khi là hư vali cũng không biết lý do tại sao luôn. Thì ở bên Úc này á, Nick thấy là mấy anh chuyển hành lý từ bộ máy bay nè xuống xe nè, thấy cũng tương đối là ổn nè, và đặt mà hành lý xuống thì cũng tương đối không có quá mạnh tay, cho nên là hành lý vali có thể là cũng không có vấn đề gì á. Ở đây hình ảnh thực tế mà Nick ghi được nè, cô bác anh chị mình có thể xem qua nha. Đây là trung tâm của thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland phía đông bắc của nước Úc. Hôm nay thì Nick có hành trình bay từ thành phố Gold Coast tới Melbourne nè. Trong quá trình đi này thì Nick cũng ghi lại tương đối trọn vẹn hành trình. Mời cô bác anh chị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của video clip ngày hôm nay nhé. Đây là sân bay Gold Coast ở ga đi nằm dưới mặt đất luôn. Hôm bữa Nick tới là cũng chỗ lấy hành lý dưới mặt đất cũng sát bên chỗ check-in hành lý ga đi luôn. Rồi, muốn lấy xe đẩy ở đây là Nick thấy đẩy là 5 đô nha, 5 đô là Úc nè. Bỏ tiền vô máy hoặc là cà thẻ để lấy được cái xe đẩy này.
Lê bước vào trong nhà ga nè. Có quầy thông tin, có người giúp đỡ hướng dẫn. Rồi trước mặt đó là hãng Virgin. Check-in hãng Virgin thì lên thẳng trên đây có thể làm máy hoặc là nhờ nhân viên hỗ trợ để làm. Đa số mọi người tự làm máy thôi. Khi nào mà có khó khăn gì đó thì mới gọi nhân viên đó thôi mọi người. Rồi có quầy ưu tiên đi hàng thương gia hoặc là thành viên hạng cao đó, qua quầy ưu tiên có thể check-in bên đó. Rồi kế bên là một cái hãng gì Nick thấy hơi lạ lạ nè. À, bằng kia là hãng Qantas, hãng hàng không quốc gia của Úc nè. Thấy có hình biểu tượng kangaroo. Ở đây là máy khá là đơn giản thôi, mình đi hãng nào mình click vào hãng đó. Mình có thể nhập tên và nơi mình đến là đi đến đó. Rồi hoặc là booking của cái vé hoặc là scan passport. À, scan passport. Rồi chọn ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa hoặc tiếng Nhật. Đó, có mấy ngôn ngữ vậy thôi. Rồi rất là đơn giản nha, chỉ có điều là mình không quen, có lộn trộn tìm cái booking code nè là hơi khó, hoặc là chữ nó nhỏ quá trên vé nó tìm không ra, nó hơi phiền thôi. Rồi làm xong nó sẽ chạy cái boarding pass và cái tắt dán hành lý cũng chạy ra, tự mình dán lên trên hành lý. Mình dán, không biết dán thì mình sợ, chứ thật ra thì không biết dán không sao. Nhờ nhân viên hỗ trợ chỉ cho cách dán. Dán xong rồi mình đem tới máy. Ở đây là có máy nè. Máy thì mình tới mình bỏ cái hành lý mình đã dán cái tắt rồi, thì nó sẽ có chỗ scan là màu xanh, nó scan là ok, đặt đúng chỗ vậy đó. Và cái bà có cái mã vạch nó phải nghiêng, nó phải lên trên để cái máy nó nhìn rõ được cái mã vạch đó, nó scan là đúng rồi, đúng chuẩn thì nó sẽ cho chạy vào bên trong, thế là xong đó. Nếu mà làm quen rồi thì nó đơn giản vậy thôi mọi người. Xong thủ tục rồi thì đi làm thủ tục an ninh thôi. Vừa làm xong thủ tục an ninh tại sân bay nè. Kiểm tra ở đây Nick thấy là rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đồng hồ không cần phải cởi ra, rồi giấy tờ cũng không cần phải tháo, và giày cũng không cần phải tháo. Chỉ là tất cả những gì mình có mang túi xách tay, mình bỏ trong túi xách tay rồi bỏ lên khay cho chạy qua máy thôi. Ngay cả laptop là cũng không cần phải lấy ra ngoài luôn, để trong giỏ cho qua máy soi. Và nước uống chất lỏng và cái loại mà chất sọt kem gì đó mà dạng dung tích trên 100ml hoặc trên 100g bự bự vẫn cho phép mang lên máy bay luôn mọi người. Rất là dễ luôn nha, Nick thấy rất là hay. Kiểm tra an ninh sân bay của Úc rất tuyệt vời. Hiện giờ thì Nick thấy chỉ có vài nước là cho phép mang chất lỏng lên máy bay ở các chuyến bay nội địa thôi. Nước Úc nè, rồi bên Hàn Quốc và Việt Nam. Còn nhiều nước khác vẫn là kiểm tra rất là chặt vấn đề là mang chất lỏng trên 100ml nha. Bay nội địa không được phép. Còn bay quốc tế thì khỏi nói rồi, nước nào trên thế giới hiện tại vẫn còn cấm trên 100ml. Nick đang nói đây là chỗ nội địa thôi nha mọi người. Và trong đây thì nhìn lên cái bảng họ chỉ rất là rõ đây, hướng đi của Virgin Blue nè. Cửa từ số mấy đi ra đây. Rồi trong là Nick thấy mọi người đi cũng đông đúc ghê luôn á. Rồi cái khu ăn uống nè cũng đầy người. Nick đi là cửa 20 sẽ vào trái đi ra hướng này. Thấy cái loại nước trên là 7.50 đồng nè, còn nước suối phía dưới là không thấy cái giá, nó mất tiêu rồi. Thông thường nước ở trong đây cũng 4-5 đồng. Nó rớt ở phía dưới này, Nick thấy là nước là 5 đô là Úc nhé. Trong đây có bánh mì Việt Nam kìa. Wow.
Wow, có heo quay nè, có thịt xá xíu, thịt bò, rồi trứng, trứng chiên, ôi, hành ngò, ớt cay, wow, pate bơ. Đó, rồi bên kia là cái tủ kia thấy có gỏi cuốn nữa nè. Gỏi cuốn cái này ba cuốn là 15 đồng, nếu một cuốn là 6 đồng. Đây trên bảng là bánh mì truyền thống, có bánh mì trứng và bacon, bánh mì bò bulgogi, rồi bánh mì teriyaki, bánh mì barbecue, bánh mì heo, rồi bánh mì tàu hũ, đậu phụ. Quên nói cái giá cho bà con cô bác mình cùng biết luôn, một ổ bánh mì như vậy đó là tất cả các loại ở đây đó thì là 14 đồng rưỡi đô la Úc nha, 14 đô rưỡi đô la Úc, tính ra cũng là hai trăm mấy, khoảng khoảng 10 đô Mỹ á, khoảng 200 mấy chục ngàn nha. Bánh mì pork rattling. Rồi, cà thẻ cái là xong. Nhận cái này để đợi thôi. Đây là ổ bánh mì, lần đầu tiên trải nghiệm ổ bánh mì tại sân bay của bên Úc nha, 14 đồng rưỡi. Anh mở cho cô bán mình xem nè, thịt heo giống thịt heo quay á, rồi có hành ngò, mùi cũng thơm nhưng mà có cái tương, tương thì cái vị nó hơi khác nè. Cái bánh mì để cũng nóng giòn lắm, để Đức ăn thử coi như thế nào, cái vị ra sao. Mì để trong lò mới lấy ra nên nóng giòn. Thì thịt nhiều quá sắc cục nào lên nó mượn vậy nè, mà cái vị nó thì nướng nó có vẻ là heo bên đây khác nên là nó không thể giống Việt Nam được, cắn vào thì thấy nó cục hơi bự lại hơi ngán á, cộng ngò để nước ăn thử cái thơm thôi. Cũng thơm nè. Hãy subscribe.
chung là nó đánh giá khoảng 7 trên 10 thôi, bởi vì nó cũng không có giống lắm mà bánh mì thịt heo quay ở Việt Nam, nó tương đối thôi, nhưng mà như vậy cũng là khá ngon rồi. Mà nó nghĩa là người Úc thì họ ăn cái cần cái lượng nó cũng nhiều đó, cho nên là cái thịt cục nó cũng bự, nhưng cũng ok đó. Nhưng mà có được cái bánh mì Việt Nam ăn tại sân bay thì cũng quá là tuyệt vời rồi. Thôi mời các anh chị và bạn cùng ăn bánh mì với nó nha. Đứng ở bên trong nhà ga là nhìn ra ngoài sân bay, biết thấy là có chuyến bay của hãng hàng không Jetstar boarding nè. Mọi người đi cầu thang bộ lên máy bay nha. Và có lẽ là đây là đặc trưng của sân bay Gold Coast hay sao đó, nếu thấy có nhiều cái cầu thang như vậy nè. Đây là cửa 20 nè, thấy giờ boarding rồi. Mọi người xếp hàng đang lên máy bay đây. Bây giờ là có phân chia hai lối, lối đi những cái hàng ghế phía trên và những hàng ghế phía sau nè. Hàng ghế phía sau thì đi bộ xuống dưới sân. Đây, nếu thấy cũng có gia đình em bé ngồi phía sau cũng đi bộ xuống thang nè. Đây là lối lên máy bay, đây đi bộ. Chuyến bay hôm nay rất là đầy luôn, full luôn nha. Loại máy bay hôm nay nước bay là Boeing 7378 nè. Trên máy bay thì Nick thấy là có phục vụ nước lọc hoặc là trà, cà phê thì miễn phí, nhưng mà những thức uống khác hoặc là bánh snack thì phải mua trả tiền. Đây, một ly nước trà, trà nóng. Đây, ngồi uống nước trà và ngắm đường bay của máy bay đây.
Chuyến bay trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, bay rất là nhanh và bây giờ là chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Melbourne rồi. Ở đây có hai lớp cửa nè, đi ra ngoài là đi ra luôn, không quay trở lại được. Rồi, tới chỗ nhận hành lý thôi. Bên khu này đang sửa chữa rất là nhiều. Nhìn trên băng chuyển hành lý thì từ xa Nick đã thấy cái vali của mình đang ra nè, cũng khá là nhanh. Và như vậy là Nick cũng đã trải nghiệm xong các chuyến bay nội địa tại nước Úc rồi. Nhìn chung là cũng khá tốt, tuy nhiên thì không đâu là hoàn hảo, cũng có cái được và cái chưa được, phải không ạ? Riêng cô bác chị mình cảm nhận như thế nào thì có thể là comment bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ video clip của ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nè. Bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip kỳ sau. Chúc tất cả mọi người một ngày mới đầy năng lượng và cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Chào tạm biệt tất cả cô bác anh chị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.